giúp anh ảo.vn Acclickbun giá rẻ, chất lượng uy tín, tự động. Đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi. Uy tín, chất lượng, giao dịch hoàn toàn tự động. Chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok baby, xin chào tất cả mọi người nha. Tên là Man. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Phoenix nha. Không cần Phoenix đúng không? Đây sẽ là cái kết mà chế cho các bạn phải hối hận. Các bạn biết tại sao không? Tại vì Phoenix bây giờ rất là mạnh nha các bạn. Ngộ không Nagaroth, điêu thuyền, zip rồi, violet, các thứ kiểu qua điểu hả? Chỉ là hạng 2 thôi nhá. Còn hạng 1 bây giờ thì chính là Phoenix. Cô này chùm của chùm của chùm 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 mày đấy. Chém gió thế thôi. Đi vậy tí nữa vào trận, mẹ Ngộ không nó gõ cho hai gậy cái nằm bẹt thế này nhè nó thì vỡ mồm. Đây, đây là cái phù hiệu của mình nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy không? Đó, ai cũng xài cái phù hiệu này hết luôn, hết trơn luôn á. Đó, ai cũng xài hết trơn luôn á. Vì thế nên mình không thể nào mà xài lệch được. Đấy, cái phù hiệu này khi mà mình bị ăn đòn ấy là nó sẽ gọi là tạo cho mình một lớp giáp và tăng tốc độ chạy để cho mình chạy về thật là nhanh, để cho mình đỡ gọi là bị quéo cuôn cua sớm. Và trang bị của mình thì trận này mình không đi rừng nha các bạn. Enjoy team mình trận này đi rừng. Trận này thì mình sẽ lên trang bị giống như thế này. Đâu có ta, hợp kệ đi ha. Vào rồi mình trang bị sau cũng được. Đầu tiên thì mình cứ lên cho nó cái gươm sấm sét cái đã, rồi là tính đến đâu thì tính đến đó vậy. Chứ bây giờ mình cũng không rõ nữa cơ. Wow, trời ơi, tem bạn có Superman này, Ngộ Không này. Ủa, tem bạn không có pháp dư nha. Đấy, chật chả ngon lành cành đào. Không có pháp dư thì mình cứ lên giáp một quẩy thôi. Cỡ như Tara thì cứ mát giáp lên là tem bạn đập cửa là gãy tay nhờ. Nhưng mà Toro tem bạn cũng khá trâu đấy. Khá trâu gặp khá mạnh. Đấy, khá mạnh, Phoenix bây giờ thì ai mà đấu được. Bạn Enzo là bạn ấy top tỉnh kìa các bạn. Ngon đấy. Ô, sao mà mình Tinh Anh lại gặp hai bạn Kim Cương là thế nào nhỉ? Chắc hai bạn này Kim Cương 1 đấy các bạn. Chuẩn bị lên Tinh Anh ấy, kiểu giống như là nó Kim Cương 1 mà 5 sao ấy, 5 sao hoặc 4 sao ấy, để chuẩn bị lên Tinh Anh ấy. Tại vì hiện tại cái nick này của mình bây giờ mới Tinh Anh 5 thôi. Tại vì mình mới lên mà, mới lên Tinh Anh 5 thôi. Vì thế nên chắc là gặp mấy bạn Kim Cương 1. Nói chứ mình Kim Cương 1 mình cũng gặp cái Tinh Anh suốt. Trận này có vẻ căng các bạn ạ. Tại vì các bạn biết sao, gặp teo nát tay nó khá dài. Mừng khá dài nhưng mà không sao. Phoenix là một vị tướng xạ thủ đi rừng cũng mạnh, mà đi AD thì cũng quá mạnh luôn. Nói chung là đi đâu cũng được hết trơn ấy. Nếu như các bạn không được đi rừng thì các bạn đi AD nó cũng là một cái con chất tướng, là nói là trên cơ tất cả những vị tướng khác. Đó là mình nói theo cái dựa trên cái lý thuyết gọi là khi mà mình mạnh rồi nhá. Còn khi mà mình phế rồi thì nó nằm dưới cơ hết mấy vị tướng khác. Khi mà nó xanh lên rồi ấy thì các bạn hiểu rằng thì nó đi gặp ai, gặp đâu giết đấy. Nhưng mà đến khi nó một khi nó đã phế rồi ấy thì gặp mấy cái con Toro nó đập cũng chết. thì mình chém gió cho các bạn nghe chơi cho nó vui thế thôi. Hy vọng thì các bạn sẽ không cảm thấy gọi là quá bức xúc khi mà nghe mình chém gió. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết những clip của mình. Thì các bạn đang xem clip của mình, vui lòng cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Các bạn có thể qua kênh Anh Hảo Like để đăng ký kênh, giúp mình đạt được 500.000 người đăng ký nha. Tại vì kênh Anh Hảo Like của mình chỉ còn có vài ca người đăng ký nữa thôi. Oh, Toro hello. Toro là phải hello các bạn ạ. Toro là phải hello. Linh mạnh không hello một cái nó hút vào đít mình ấy. Ghê lắm, mấy con trâu con bò này đáng sợ lắm. Ôi trời ơi, hello Superman. Trời ơi, em chưa kịp nói hello Superman phát nó sút mình luôn. Thế là mới để ở chứ. Thứ gì đâu á. Anh chỉ gì đó ơi. Gì đó ơi. Ui. Tara, Superman lúc đầu trận khá là yếu các bạn ạ. Nhưng mà cuối trận thì nó khá là trâu. Tại vì các bạn biết cho vị tướng Tara nó không có cái khống chế nào hết trơn ấy. Không có làm choáng, không có hất tung, không có gọi là không có mấy kiểu giống như là khiến cho tem bạn nó bị đứng lại ấy. Vì thế nên các bạn phải hết sức cẩn thận. Tốt nhất là cứ gọi là từ từ ôm trụ cái đã rồi tính tiếp. Nó lại mới có cấp 2 đấy chứ. Chưa cuối còn chưa có. Máu còn chưa hồi. Để đập một cái là tốn cả máu. Đầu trận này Tara khá là yếu. Úi giời. Toro liều mình à. Liều mạng à. Đập nó luôn bạn ơi. Đập nó luôn. Quýnh nó. Hay lắm. Bọc phá chết luôn vì tướng Toro cho bạn. Một cái pha gọi là đáng sợ đến từ Tara. Đấy, Toro cho bạn quéo con cua ngay. 2-0 các bạn ạ. Ở đường giữa có giao tranh này kìa. Long Ria hạ gục đường Ngộ Không tay bên kia bên bạn luôn. Ngon. Ngon lắm. Tuyệt vời ông mặt trời. Mọi người thấy trang phục này đẹp không? Trang phục này mình thấy nó giá nó rẻ mà nó lại có hiệu ứng kỹ năng, hiệu ứng kinh ảnh, nó cũng khá là giống cái trang phục đẹp nhất của Phoenix. Trang phục đẹp nhất của Phoenix bây giờ là cái trang phục Giáng sinh gì ấy.
mình không nhớ nữa, nhưng mà cái trang phục Giáng sinh gì ấy, cái trang phục này cũng khá giống hiệu ứng kỹ năng chiêu 2, chiêu cuối rồi chiêu 1, nói chung là rất là chất luôn. Hình ảnh thì cũng khá là phê khi mà trên đầu có con, nó có cái vòng quay cái trong chóng ấy bạn. Cái trong chóng ấy. Ủa ô đông nha, vâng, lại một cái pha rồi không đến từ Toro, nhưng mà anh ấy không thành công. Quýnh luôn cấp 3 không đánh được, mình cấp 4 nhưng mà bạn này ta ra mới cấp 3 thôi, mình cấp 4 vào đấy là phang luôn chứ sợ gì. Ôi Toro lại làm gì đấy, xem nó có Superman tới, đậu xanh, tập luôn rồi xong. Ta ra quéo con cua, Superman làm gì đấy, anh làm gì tôi, anh muốn làm cái gì tôi hả? À, trời đất ơi, cái thằng Superman nó lên đây mấy lần rồi nha, trời ơi, nãy giờ mình đi nó lên đây 2 lần rồi đó, rồi mất cấp 1 nó lên rồi đấy, giờ cấp 4 nó lên lần nữa là thế nào? Trời, mấy bạn có để cho em chơi không, hay là thấy cái tên của em phê quá là không cho em chơi vậy? Thì khốn nạn quá đi, thứ gì đâu á, này thì bay vào đây mà kiếm chuối này. Từ bình tĩnh, người ta gọi là nhịn nhục đó, có cái gì đâu mà phải căng nhỉ. Ui giời, Toro quéo con cua rồi. Enzo tem mình mạnh quá, quá mạnh luôn rồi các bạn ạ, double kill luôn kìa. Ui giời ơi, thôi rồi, vỡ mồm rồi. Nhưng mà bây giờ Lauriel đi nào. Đi sao được mà đi. Enzo nó bỏ của chạy lấy người luôn bạn ạ. Mọi người ạ, nó bỏ em gái mà nó bỏ quả là tất cả mọi thứ để mà chạy về. Sống được không? Oh yeah, mạnh đấy, khá lắm. Yeah. Ăn chim nha các bạn. Ăn chim xong rồi ra ăn rồng. Ê, đồng đội mình ăn rồng kìa. Vậy ta ra mà ăn con rồng nó biết bao giờ mới xong. Trời ơi, ăn rồng phải rủ dê nhau chứ. Bạn lại cứ tưởng con rồng nó dễ ăn lắm ấy. Định mạnh cho nó đập cho mấy cái để què giò đấy. Ê, Toro làm gì đây? May quá Toro nó không cướp được con rồng các bạn ạ. Nó mà cướp được rồng chắc là mình khóc rơi nước mắt chảy nước mũi vào đấy ấy. Rồi, có cơm sấm sét rồi này các bạn. Có cơm sấm sét rồi, trời lớn luôn đi. Quýnh nó. Solo này, vô đây mà kiếm chuối này, vô đây, làm sao, ta ra sợ gì bạn, theo nó không có ai đây đâu, sợ thằng Superman lâu lên nhìn phàng mình đó, định mày vừa mới nói xong, mày xạo xạo hả, ê, bật nhảy, để máu mình ăn cho bạn đây, đúng rồi, bạn ấy biết mình gọi là chạy ra ăn máu rồi đấy, nó tính anh rồi, ủa, bây giờ mình mới để ý nha, ta ra tem bên mình, à, mình cứ tưởng bạn ấy là tên người Trung Quốc cơ, không phải tên Việt Nam các bạn ạ. Làm như vậy chứ không phải tên Việt Nam. Thế vệ chơi nó luôn, châu đánh lâu cũng chết, mày châu ở người châu này, ôi trời ơi, chết nó, đập, đúng rồi. Ô, thế này không ăn được mạng nào à? Double kill dành cho Tara. Trời, support nó có ăn được 3 mạng đấy. AD trong khi mạnh AD thực ra là top 1 mà cuối cùng thì quảng cáo top 1 AD. Thế mà cuối cùng éo ăn được mạng nào, cái đậu xanh. Thì chứ, à, ít tiền nhất tem luôn kìa. Thôi xong rồi, định chém gió bây giờ nó cứ gọi là cái nghề rồi. Nói phét là thành thần rồi các bạn ạ. Ơ, Enzo nó xài mana. Ơ thì mình cứ tưởng con Enzo nó không xài mana cái đấy, quên nhầm. Xem nó thì là KS rồi, con bùa xanh của nó rồi, nhưng mà nó có chừng trị này thì bay vào đây mà kiếm chuối này. Mình cứ tưởng có Enzo này không xài mana chứ. Mình chưa chơi có Enzo khi nào luôn các bạn ạ. Chưa có clip nào về Enzo luôn, chưa chơi luôn. Thế lúc mới ra mắt giờ mình chưa chơi luôn. Tại vì cái con đó nó khó chơi quá. Vì thế mình vẫn chưa có clip nào về vị tướng Enzo cho các bạn xem. Nhưng mà mình nghĩ rằng clip Enzo chắc cũng ít người xem thôi. Vì thế nên mình vẫn chưa làm. Nào rảnh mình sẽ làm cho các bạn xem sau nha. Bây giờ là cứ con nào mạnh nhất là mình chơi thôi. Đấy, phải đến mạnh nhất này, 03 kìa các bạn. Mạnh nhất đấy, 003, đậu xanh đấy chứ. Ui giời ơi, lúc đầu chém gió mạnh nhất, mạnh top 1 này kia. Vãi lều. Thế mà cuối cùng bây giờ phải không ăn được mạng nào, đen thế chứ. Cho xin một mạng các bạn ơi. Đậu xanh không cho thôi làm gì căng. Mày à người, vô đây mà kiếm chuối, vô, đập đây, quạt này. Cái định mạnh quá đâu, vô đây mà kiếm ăn này. Ý giời ơi, dễ ăn được của mình quá cơ. Solo là mình phang luôn đấy. Solo là mình phang luôn á. À đủ, láo nháo à. Superman, vô, chơi. Ui giời ơi, 2-3 luôn. Thế nó mới ghê chứ. Trời đất ơi, triple kill. Đó, các bạn thấy không?
Mình với cả Tara là cân hết các bạn luôn. Ui giời, vỡ mồm. 2-3 luôn. Sợ gì ấy nhở. Đấy. Nó lành cành đào ngay. Các bạn thấy ghê gớm không? Trời, chiếc bộ kêu gọi là đẹp như trong mơ đâu. Đấy. Đấy chứ, thấy gì chứ, thấy gì chứ. Các bạn đang xem clip của mình, vui lòng cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Em do tem mình xanh quá. Mình sẽ giúp bạn ấy ăn rừng luôn nha các bạn. Giúp bạn ấy ăn rừng luôn, tại vì tem bên bạn có con bùi xanh kìa. Em do nó, đi mình chưa kịp ăn bùi xanh thì chết luôn rồi à. Thế thì mình để ăn, mình ăn bùi xanh cho. Quay, bất nhây tem bạn đâu ai? Các bạn làm trò gì đấy, quý nhau à? Để đó mình tới mình hỗ trợ cho. Nhưng mà thôi từ từ đã, để mình ăn xong cái con rơi kìa đã. Rồi Tara nó ăn luôn con bùi xanh rồi kìa các bạn. Tara ăn bùi xanh rồi kìa. Wow, biết nhường mình bùi xanh luôn kìa. Wow, cảm ơn các bạn nha. Ôi giời, bạn đúng là sexy baby mà. Ngon. Gờ thôi, vãi cả gáy à. Mình để ý Enzo cho mình gáy ghê quá. Trời gáy ghê vậy. Gáy ghê vậy. Chơi luôn, vô đây quất nè. Quất nhau nè. Ngộ không lên đồ. Nè y mà vẫn ngu, vãi lều ạ. Ngộ không các bạn ơi. Ngộ khí. Ấy hello Happy. Trời ơi trang phục đẹp quá, siêu việt luôn ha. Quá dữ, chết quéo con cua luôn rồi còn đâu. Siêu việt. Rồi quánh nhau. Tét mông này. A đủ Toro kìa. Ôi trời ơi vỡ mồm. Hãy xem ta đây. Giết nó luôn này. Láo nháo ông người. Hãy xem ta đây. Mày hả ông người. Láo nháo ông người. Vô đây mà kiếm ăn nè. Truyền thuyết các bạn ạ. 6-0 rồi kìa. Ôi xanh quá, double kill luôn. Tuyệt vời không mặt trời. Đấy các bạn đã thấy chưa? Các bạn đã thấy gì chưa? Trời ơi nó bảo con này mạnh lắm mà. Top 1 mà, không có tin đúng không? Bây giờ thì đã tin rồi nha. Bắt đầu mình gáy đúng không? Tại vì sao? Hồi nãy mình phế, đâu có gáy được. Bây giờ xanh xanh một tí là bắt đầu gáy lên. Yeah. Rồi đã, mình ăn hết rừng cái đã, ăn hết rừng kiếm đi máu cái đã. Tại vì Enzo theo mình nó đâu có về nhà đâu. Mình phải ăn chứ, bây giờ bạn ấy đây này, mọi người thấy không? Enzo bây giờ lăng quang đi đánh gọi là ăn mạng các bạn không à, nó có ăn rừng đâu. Bạn ấy không ăn thì mình phải ăn chứ biết sao giờ, để nó phí. Mày hiểu không? Để nó phí. Phí cũng rồi. Nói chung là ai ăn cũng được, bù mình ăn là được rồi. Trừ khi bạn ấy phàn nàn về cái vấn đề Phoenix mày đừng ăn rừng tao nữa thì mình sẽ không ăn. Nhưng bây giờ bạn không ăn thì mình phải ăn thôi. Chơi đây luôn. Đúng rồi. Hãy xếp tới đây. Quýnh nó, đập này Superman chết chưa? Ai ơi. Mình tưởng Superman không đủ đam giết à? Phải leo nhờ. Rồi chơi nó luôn. Để đó mình bắn cho. Mày hả bưởi. Ui dồi, bắn hai phát chết luôn các bạn ạ. Đáng sợ. 7-0 rồi kìa. Chồng của em xanh quá. Chào đất, không phải vì em MV quá rồi mà em xanh quá. Em xanh quá xanh rồi. Ủa, Toro kìa. Ôi giời, Toro kìa. Xoay cho chết hết bây giờ đây này. Trời ơi, thần thánh luôn. 8 mạng luôn các bạn ơi. 8 mạng luôn. Superman 9 mạng luôn. Quá dữ luôn rồi. Quý nó luôn. Kiếm một mạng nữa cái nào. Bất tử rồi các bạn ơi. Bất tử ăn được 9 mạng bất tử luôn. Một khỉ bơi vào đây. Bơi vào đây mà kiếm chuối này. Ra đây mà kiếm ăn này. Ra đây mà kiếm ăn này. Không ra đúng không? Không ra thì mình ăn chủ đó. Nói trước. Ai ơi. Anh gì đó ơi. Anh làm thế là em đau nha. Đau quá trời đau luôn. Ui giời ơi vỡ mồm. Trời ơi 9-0 các bạn ạ. Ui giời ơi xanh như cái bánh xe bò luôn. Đấy các bạn đã thấy chưa? Thấy Phoenix chưa? Top 1 đã. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem dõi hết clip của mình nha. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ. Nhớ like, đăng ký kênh và comment để ủng hộ mình đấy. Bye bye. Các bạn muốn mua nick thì vào shopanhhao.vn mua nha. Mình sẽ để đường link dưới phần mô tả để cho các bạn truy cập dễ dàng. Không mong các bạn bị lừa đấy. Bye bye mọi người nha. Clip của mình đến đây kết thúc mất rồi. Goodbye, say you again.